12 bài học quý giá rút ra từ cuốn sách Đắc Nhân Tâm. Đắc Nhân Tâm là một cuốn sách gối đầu giường của nhiều thế hệ, luôn muốn được hoàn thiện bản thân mình để vươn tới một cuộc sống thành công và tốt đẹp hơn. Dưới đây là 12 bài học vô cùng quý giá từ cuốn sách này. Mời bạn lắng nghe và suy ngẫm. Một, tự đặt mục tiêu cho mình. Đánh mất mục tiêu của mình chính là bạn đang mất đi hướng đi của chính mình. Chính vì vậy, bạn nên xác định rõ ràng cụ thể mình là ai và mục đích mà bạn đang hướng tới là gì. Hãy xác định những gì mà bạn cho là hữu ích nhất đối với bản thân mình. Và từ đó, hãy làm hết khả năng của mình để hoàn thiện bản thân. Bạn cần phải tập trung vào những thành quả mà mình cần đạt được, chứ không phải là những lời khen ngợi bình thường của người khác. 2. Biết tin tưởng vào bản thân. Những điều mà người khác tin tưởng bạn dựa vào năng lực của bạn, phản ánh qua hình ảnh của bản thân bạn. Đôi khi, bạn cần nên tin tưởng vào những khả năng của mình. Tất cả mọi vấn đề đều có thể giải quyết được. Hãy luôn luôn tin tưởng vào bản thân của mình. Bạn không nên trông chờ người khác sẽ giúp đỡ và giải quyết công việc cho bạn. Đưa ra cho bản thân mình nhiều thử thách sẽ giúp cho bạn có nhiều tiến bộ hơn là việc chỉ biết cạnh tranh với những người khác. 3. Luôn cứng cỏi. Hãy luôn luôn đối mặt với mọi khó khăn. Bạn sẽ trở nên mạnh mẽ cứng cỏi hơn bao giờ hết bằng việc vượt qua và chấp nhận những thử thách đó. Bạn đừng nên cố tự tạo cho mình những áp lực và cũng đừng ra vẻ như mọi việc lúc nào cũng đều tuyệt vời cả. Hãy chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng cho công việc để cống hiến hết khả năng của mình, để bạn có thể học thật tốt và có thể kiếm được nhiều tiền. 4. Luôn có một thái độ tích cực. Chính bạn sẽ là người kiến tạo ra tương lai tốt đẹp cho mình. Hãy luôn tự hào ngay cả về những thay đổi nhỏ nhoi, bởi chính những thay đổi này cuối cùng sẽ đem lại cho bạn những thành công lớn và tốt đẹp. Bên cạnh đó, bạn hãy biết chấp nhận những phiền muộn và vấn đề rắc rối của cuộc sống một cách thực tế. Tuy nhiên, bạn nên chọn một cách giải quyết với thái độ tích cực và đúng theo hướng của những vấn đề đó. Hãy biết cách lắng nghe những gì lương tâm bạn mách bảo và suy nghĩ tích cực. 5. Biết quyết tâm. Bạn sẽ luôn có động lực để thực hiện mọi việc mà bạn mong muốn bằng cách tự thúc đẩy bản thân mình. Một thói quen tốt mà bạn nên tạo ra cho mình là luôn nhắc đi nhắc lại những quyết tâm của mình. Và ngay bây giờ, hãy thực hiện chúng ngay lập tức. 6. Luôn có mong muốn giúp đỡ và tốt bụng với người khác. Hãy cố gắng nhận ra những điểm tốt đẹp nhất ở bản thân mình, cũng như của người khác. Hãy yêu quý tất cả mọi người xung quanh bạn, biết lắng nghe và nhẫn nại. Khi ấy, chồng bạn luôn luôn có niềm tin. Hãy bỏ đi sự ích kỷ trong mình nếu bạn muốn giúp đỡ người khác hoàn thành mục tiêu của họ. Lúc đó, bạn sẽ chẳng hề ngần ngại một điều gì mà bạn giúp đỡ họ ngay lập tức. 7. Tìm kiếm sự ủng hộ từ phía những người khác. Bạn sẽ được nhiều người yêu quý nếu bạn là một người đáng yêu. Bạn sẽ có nhiều người muốn được giúp đỡ nếu bạn là một người hay hỏi. Nếu là một người tốt bụng thì lại có nhiều người muốn kết bạn với bạn và hỗ trợ bạn trong công việc. 8. Luôn quyết đoán. Bạn không nên mong chờ vào việc sẽ có người nào đó chấp nhận tất cả những lời ngụy biện lý do của bạn, mà bạn phải nhìn nhận lại một cách thực tế và xem xét kỹ lưỡng tất cả những lựa chọn của mình. Bạn nên linh hoạt và sẵn sàng thích nghi với tất cả mọi việc khi cần thiết. Hãy tìm ra sự lựa chọn tốt nhất cho mình và đừng băn khoăn về sự lựa chọn ấy. Hãy luôn mạnh mẽ và tự tin vào chính mình. 9. Biết học tập làm theo người khác. Bạn hãy tìm cho mình những người mang những tính cách mà bạn luôn ngưỡng mộ và để học hỏi theo, chẳng hạn như trung thực, bình tĩnh, dũng cảm, thân thiện, hào phóng, nhẫn nại, thông minh, nhiệt tình và có năng lực. 10.
thừa nhận những nỗi sợ hãi và yếu điểm của bản thân. Không có ai là hoàn hảo và cũng không có ai là thật sự không có những nỗi sợ của riêng mình trên cuộc đời này. Bạn đã tự tạo cho mình một tính cách tốt bằng cách đối mặt với những nỗi sợ hãi. Khi bạn muốn nếm trải đầy đủ mọi hương vị của cuộc sống này thì sẽ phải đối mặt với rất nhiều hiểm nguy. Đừng e dè và chần chừ khi phải nói câu, tôi xin lỗi, tôi đã sai. 11. Học từ chính những sai sót của bản thân. Sự khác biệt giữa người thành công và người khác không phải là liệu họ có mắc phải sai lầm nào hay không, mà sự khác biệt là ở chỗ họ có dám đối mặt với những sai lầm đó hay không. Bạn nên đề ra những chiến lược hành động mới cho bản thân mình. Hãy vươn lên và cố gắng thay đổi ngay từ chính những sai sót của mình. 12. Theo đuổi những chuẩn mực cao cả. Hãy tìm ra cho mình những ưu điểm nhất của bạn và làm mọi việc để đạt tới một mức độ cao nhất. Khi cam kết luôn làm hết khả năng, bạn sẽ đem lại nhiều lợi ích cho chính bạn và cộng đồng. Bạn hãy giữ những giá trị cốt lõi và tiêu chuẩn của cá nhân mình. Mình chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.